Nè, tại sao phải bày nhiều thứ như vậy chứ? Ê, chúng tôi lấy tiền vong mà, dĩ nhiên là phải làm coi cho được chứ. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với ma quỷ. Nếu như hai bên nói chuyện được thì kể như là may mắn đó. Hả? Không được thì sao chứ? Nếu không được thì phải làm trở lại. Khó khăn như vậy phải thêm tiền nữa nha. Ê, chị Hai à. Hãy không phải là chị Hai, mà là đại sư bắt quỷ. Được, chị Hai. Chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi. Cô cần phải bao cho tôi hết mà. Bây giờ tự nhiên là lên giá. Cô hơn là cướp nữa đó. Sư Huynh à, anh có nghe không? Nghe rồi. Nói chuyện với người còn chưa xong mình sẽ nói chuyện với quỷ chứ. Giờ đồ nghe đi. Hả? Tôi trả. Tiền bạc á bà, không thành vấn đề. Không có tôi nè. Thượng thân. Tiếp tục đánh kịch đi. Hả? Ừ. Đó người là ai? Cho biết tên tuổi. Lý Tiểu Hồng. Tại sao hồn người chưa tay? Tại sao lại trả tiền nhân gian? Thì làm sao trả lời cho cô đây? Không cần phải lo ngại. Đừng có sợ. Có cái gì thì cứ việc nói ra. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ anh bắt tôi đón hả? Tiểu Hồng, có phải là cô bị qua không? À, đúng hả? Chết hoàm lắm. Người chết không nhắm mắt phải không? Phải. Được, người hãy kể thằng Thái của người cho tao nghe đi. Tôi kể chuyện này, mấy người cũng không tin đâu. Lúc tôi 12 tuổi thì tôi bị nó hãm. Đúng là cầm thú. Cha mẹ của tôi chính nó bị nói chuyện, nhưng không ngờ được bị nó giết chết. Đồng thời còn nhốt tôi lại. Tức là ác độc, cho tới khi tôi 15 tuổi. Thì nó lại thương yêu người con gái khác. Tôi kêu người ta kêu bị hãm hết rồi. Quá đáng, còn tại hơi thú vật. Sau đó nó chửi tôi dụ dỗ đàn ông rồi nhốt tôi ở trong lòng rồi đem dục xuống nước. Tôi chết thì là thê thảm lắm. Nè, anh đặt câu chuyện như vậy hình như là hơi quá đáng đó. Đi rồi. Còn muốn kiếm người để bắt tôi? Không phải tại tôi đâu. Mấy người có lấy thịt của đó hay không vậy? Không có. Mấy người muốn thâu hồn của tôi, tôi sẽ lấy mạng của mấy người. May mắn quá. Wow!
Chém chết người mới được. Ủa? Bùa đâu? Con trai đi đâu? Đừng quên nha. Làm cái gì vậy? Đi làm gì vậy? Hey, đây nè, đừng có làm gì mà, đây nè, kéo quần tôi làm gì chứ, nè, hey, đây là đường mà, đây là, anh cứu tôi với, đây là, ngươi đừng chạy nha, đây là, cứu bạn, ui, đây là, Sư muội đó. Dạ, anh không phải đâu. Con đã nói với sư huynh rồi, cần phải cho sư phụ biết đó mà. Dọn dẹp đi. Dạ. Đi coi đi, đi coi đi.
Để quẹt. Lại đi nữa. Hôm nay tôi từ xa đến đây là muốn dẫn các vị ra khỏi tội ác. Thế giới này thường là ghê gớm. Bạn bè không tin bạn bè, bà con không tin bà con, người không tin người. Cho nên các vị hãy tin tưởng tôi, tại vì tôi là con của Thiền Chúa. Từ từ thôi. Chỉ cần các vị tin tưởng tôi thì các vị sẽ trở thành con cái của Thiền Chúa. Nếu không có Thiền Chúa phù hộ thì các con không có gì hết. Xin Thiền Chúa hãy phù hộ cho tụi con có nhiều sức mạnh. Các vị cần phải tin tưởng lẫn nhau, phải thành thật, phải hy sinh. Nguyện Chúa hãy cùng tồn tại. Cha cha cho con thánh thần. Amen. Ê mẹ, thưa các vị bà con chú bác, làm thiện thì được tốt. Chúng ta hãy bắt đầu góp tiền đi nha. Các vị huynh đệ, mỗi ngày làm một việc thiện thì tốt lắm. Cảm ơn. Thưa huynh à. Tôi đánh góp tiền. Có đi. Cha, cha cũng có tiền đi. Ây da, tôi lỗi nhóm rồi. Có tiền gì hả? Không chịu. Cho mượn đi trả lại cho mà. Không chịu. Anh trả tiền lại luôn nha. Chịu không? Vậy được, tôi phải giữ lời hứa nha. Đương nhiên. Không được ăn gian đó. Đi đi, cảm ơn cha. Dạ thưa thiên phụ, con muốn giúp cho quên quên sư phụ tới kìa. Nè đừng có giành nha, ai cũng có phần hết đó. Nè lấy đi. Nè ai gì đây, không thể mở nhà thờ. Ông Lai, xin lỗi nha, tôi là tu sĩ từ Phạm Đế Cường đến. Tôi từng nghe Ảnh Dương Cường, Ngũ Long Cường, chưa từng nghe Phạm Đế Cường. Thế rồi, đây là chú cậu. Chú cậu? Ờ, ông Khu Nai, ai xì. Chết hay không chết là chuyện của ông. Nhưng mà nếu ông mở cửa nhà thờ thì tất cả mọi người đều chết. Sao vậy? Ông có biết vị trí này không? Ờ, là môn vị. Đây là vị trí xấu nhất của tổ tiền trấn Tam Sát Vị. Tam Sát Vị à? Tam Sát Vị là cái gì hả? Tam Sát Vị tiếng Anh gọi là Three Power. Three Power à? Phải đó. Tôi không cần biết mấy người nói tiếng gì. Nói chung cửa này không thể mở. Nếu như mở cửa này thì cả thị trấn sẽ lộn xộn hết. Ờ, nếu chỉ là lộn xộn thì không có sao đâu. Thiên Chúa ban ơn cho người đời. Con người không sao thì tốt rồi. Tôi cho ông hay, nếu như mở cửa này thì giờ phút nào cũng sẽ có người chết. Ai chịu trách nhiệm? Thì tôi đây. Ông chịu hả? Tôi làm lễ được mà. Tôi muốn biết ai kêu mở cửa nhà thờ lại. Ờ, thừa lệnh Thiền Chúa. Thiền Chúa? My God. Michael hả? Có phải là cái thằng đầu trọc ở cuối đường không? Nó kêu mở cửa nhà thờ lại sao? À, chú cậu à, My God có nghĩa là Thiền Chúa đó. Không cần biết My God gì hết, không mở cửa nhà thờ được. Thiền Chúa hãy tha tội cho người đó. Muốn đánh lộn với tôi hả? Ê, chú cậu à, chỗ này là chỗ cổng cổng của nhà thờ mà. Father mở nhà thờ, ông không có chịu đâu. Bây giờ thì đi kiếm ma trứng tượng để nói chuyện đi. Được. Thưa bà con cô bác, thưa anh em, tôi là trưởng trấn của thị trấn này. Dĩ nhiên tôi có trách nhiệm giữ sự an toàn cho tư thị trấn. Nhưng mà bây giờ gặp phải một vấn đề to lớn rồi. Cho nên tôi mời các vị đến đây cùng nhau giải quyết vấn đề đông và tây. Bên Tây Phương có nhiều trò chơi tối tân, ví dụ như là máy bay. Máy đánh chữ, đồng thời còn máy thâu thành, máy thâu hình, không biết bao nhiêu là máy móc đó mà. Đối với truyền thống của Trung Quốc, thì cài có nhiều phương diện tốt, ví dụ như đánh mặt trượt, vừa có thể giải trí, vừa học hỏi được, làm cho mọi người đều thoải mái, đồng thời để giúp cho tiền bạc lưu động với nhau, gián tiếp làm cho xã hội này phồn vinh. Phồn vinh, rồi thì mọi người đều có tiền. Có tiền thì có thể có vợ bé. Sự thật Thiên Chúa giáo có Thiên Chúa, đạo giáo có Thiên Sư. Mỗi giáo đều có thiên mà, có phải không? Giáo nào cũng khuyên con người làm chuyện tốt cho nên đều giống nhau thôi. Các vị suy nghĩ kỹ coi, khi xưa không ai tin đạo giáo và Phật giáo. Cho nên theo ý của đứa em tôi muốn nói là
Là ý của ba đó mà. Là ý của tôi mà. Tôi đồng ý để cho nhà thờ mở lại. Mở nhà thờ lại thì mọi người sẽ được thoải mái. Nhà thờ cho đồ, cho bánh, cho sữa bột, cho kẹo đủ thứ. Chỉ cần mở nhà thờ thì tất cả đều có lợi hết. Bây giờ chúng ta hãy biểu quyết với nhau đi. Chúng tôi phản đối. Không phải là chúng tôi, chỉ là ông thôi. Tên à, tên. Thằng Tên. Toàn là những kẻ tham lam, tôi còn muốn nói nữa. Chú Cẩu à? Mùi nào cãi đi, hai chú Cẩu lại đi tiểu hả? Ừ. Hai chú Cẩu à, dân lòng lòng như vậy mới biết lòng theo đạo đó. Theo đạo gì? Cửa sổ trên phải sơn lại nha. Father, đã xong xuôi rồi, biểu quyết cho mở nhà thờ rồi đó. Very good. À, đi mở cửa đi. Dạ, Father. Wow, phá tài rồi, phá tài rồi. Ê, chỉ là không ngờ, tin Thiên Chúa giáo lại có nhiều lợi ích như vậy ha. Hèn chi nhiều người tin Thiên Chúa quá trời luôn. Sau này không cần đi buôn bán nữa. Ê, thì là đỡ tốn tiền quá nha, vậy ha. Nè, sư huynh à. Hả? Cái này là cái gì? Anh cũng đâu có biết. Đi hỏi cái anh đi đi. Cô ta ngoài quốc về chắc biết cái gì mà. Cần gì phải hỏi nó. Em coi thì biết nó là cái gì rồi đó mà. Nè. Cái này dùng để bộ anh đồng hả? Bộ anh không thấy người Đông Dương dùng giải để cột đầu đó sao? Nhưng mà cái này khác mà. Từ Tây Dương qua đó. Thì giờ Đông Phương hay Tây Phương cũng giống nhau thôi. Ồ, anh hiểu rồi. Che mắt à? Sao lớn quá vậy? Wow, anh biết rồi. Là áo lót của người Tây Phương đó. Cột lên thì đẹp lắm. Có thiệt không đây? Nè, mặc cho đi. Mau lên, nhanh lên đi. Đẹp thiệt ha, hèn chi cái này đẹp như vậy. Anh nhắc tới nó. Được, không nhắc, không nhắc. Nè, mỗi ngày sau này em đều mặc nha, đẹp lắm á. Chú Cẩu à, uống cà phê vậy hả? Đúng vậy. Mau lên đi, mau lên đi, nhẹ lên. Sư phụ về à? Sư phụ về hả? Làm cái gì chấp gác vậy? Con gái đúng là thay đổi màu thiệt. Chỉ có một đêm mà đã lớn như vậy. Sư huynh à, cái đầu của anh. Đến, đến ngay. Sư phụ, nhớ mời dừng ra. Tiểu Nguyệt, con cao mau kìa. Áo này không có vừa nữa. Ta cho tiền là đi mua áo mới đi. Sư phụ à, con sao? Con cũng vậy sao hả? Ngày thường thì không gì. Nhưng sáng hôm nay thức dậy thì quần con hơi chật chút. Ta cũng vậy. Sư phụ cũng vậy. Cái đó là gì? Cái này nè. Sư phụ à, con biết rồi. Đó là dây cột đầu từ ở trong nhà thờ mang về đó mà. Khi nãy con và sư huynh đi ngang nhà thờ, thấy mấy người ở đó nghe ông tu sĩ nói chuyện bậy bạ. Con đã nói với sư huynh đừng nghe. Con cho hay là sư phụ biết được sẽ chửi đó. Nhưng mà sư huynh không nghe lời của con. Cái này là gì? Đó là cái quần lót nhà thờ tặng cho đó. Con mang trên mình nữa kìa. Đưa đây. Lúc nãy đó.
Tâm nè, Tiểu Nguyệt. Sư phụ à, chuyện gì? Sư phụ, có chuyện gì? Tụi con không nghe gì sao? Đưa đồng nghề đây. Dạ. Lỗi nha, tôi chạy. Các vị à, đây là Father à, tôi không có giới thiệu nữa nha. Xin mời ngồi đi, mời ngồi đi. Father, đây là cô Amy, cha của Amy là ông chủ nhà hàng. Chào, đây là ông Đỗ nè, đây là ông chủ của Sòng Bạc đó. Sòng Bạc, tức là club. Club. Đây là ông Lý, ông chủ của tiệm thuốc. Tiếng Anh nó kêu là Smoke. Smoke, I know. Còn hai cô này là hai cô chủ của Phượng Hoàng Lầu đó. Phượng Hoàng Lầu tiếng Anh là cái gì? Chicken. Tiệm gà hả? À, gà để ăn đó mà. Nếu mà chiên giò thì ăn ngon lắm. Có phải không? Dạ phải. I like chicken very much. Tiệm gà này nhất định là ngon rồi. Đúng vậy. Có khi nào rảnh chúng ta hãy đến tiệm gà của cô này nha. Dạ được. Có được không? À, kỳ quá. Sao chú cậu giờ này còn chưa tới? Chú cậu cũng sắp tới rồi. Sắp đến rồi. Ủa? Sắp tới quá. Đây, sư phụ à, có cơm ăn miễn phí mà tại sao đi vậy? Phải đó, sư phụ tại sao không ăn vậy? Có bồi sao tụi nó à? Ai nói vậy? Đi về. Nè, đi sao lại đi? Con còn thấy ông sư kìa, ông đã mặc áo dài chuẩn bị sẵn, còn ta thì sao? Đi về. Chú cậu đến. Chú cậu, quan hình. Xin mời. Xin mời. Được, xin mời. Cha tôi mời hai vị đến ăn bữa cơm chung với nhau. Mục đích là muốn hai vị quen nhau. Nhà thờ mở lại hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là chỗ này phải dân chủ, có nhiều giáo hội. Tôi tin rằng các bà con chú bác ở đây cũng nghĩ như vậy, đúng không ạ? Đúng vậy. May lắm, những người có danh tiếng đều đến đủ. Ăn cơm đi, xin mời tự nhiên nha. Tự nhiên. Thật ra đạo giáo của Trung Quốc cũng giống như món vịt này. Lịch sử đã hơn cả ngàn năm rồi. Người Trung Quốc á, ăn cái này thì biết cách ăn. Nhưng mà người ngoại quốc thì không biết ăn cái này đâu. Đạo giáo của Trung Quốc mục đích là muốn khuyên con người phải tốt. Nhưng thực ra cái điểm xấu là tin dị đoan nhiều quá. Thiệt ra tín ngưỡng cũng như là ăn gà vịt vậy. Chỉ cần ăn vào trong bụng là được rồi. Vấn đề ăn như thế nào không thành vấn đề. Không ngờ Father cũng biết cách ăn vịt nữa. Sự thật chứng minh ông mới có lỗi với tổ sư. Coi chừng nhà tổ chết đó.
Ê, tổ sư tức là gì vậy? Tổ sư tức là grandfather. À, ông còn ở đây hả? Hỏi thăm ông giùm tôi nha. Được. Hỏi thăm mẹ của ông cho tôi. Ờ, à, được mà. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta cạn ly nha, cạn ly. Mời. Cái rượu này là do ba của tôi mang từ Pháp về đây. Gọi là Brandy. Brandy. Tân. Sư phụ của tôi không thích uống cái này đâu. Thích uống cái này nè. Chú cậu à, chúng ta hãy nói là đề tài chính nha. Sau khi ăn bữa cơm này rồi, hai bên hãy hòa giải với nhau nè. Đúng vậy, hòa khí tuy sanh tài mà. Tôi không phản đối hòa khí sanh tài. Nhưng mà tôi không có lộn xộn với mấy người này như vậy được đâu. Lộn xộn như thế nào đi? Thật sự ông không biết mấy người là gì sao hả? Biết chứ. Con à, nói cho họ nghe đi. Mấy người làm. Mấy người này là người mở sĩ diện, người bán thuốc phiện, không có ai là người tốt đâu. Không sao. Nè con à, dạ. Nói cho ông cậu nghe. Đó là gì? Không cần nói nữa, là thương người chứ gì. Chú cậu à, chú học cũng màu biết lắm chứ. Thương người đời, không lẽ kẻ xấu cũng thương luôn hả? Mấy người ở đây không phải là kẻ xấu. Con à, hãy nói cho chú cậu biết mấy người đây là cái gì. Đó là gì? Nếu như hai bên không hợp với nhau, mấy người muốn mở nhà thờ lại, tôi không còn gì để nói. Nè, tên nè. Sư phụ, nói cho họ biết. Nói cái gì? Nói là chúng ta đi về. Đi về. Đi đi. Xin Thiên Chúa hãy tha thứ cho mấy người này. Tiểu Nguyệt. Sư phụ đã ngủ rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn sáng đi. Được mà. Chú cậu à, chào chú. Đi nhà thờ đó hả? Tôi không đi. Vậy tôi đi nha. Anh đã tới rồi hả? Bắt đầu được chưa? À, đó, có thể bắt đầu rồi. Em nghĩ cha thấy nhiều người tới chắc là vui lắm. Dĩ nhiên là vui rồi. Chị Vinh à, thầy sao không đi tới vậy? Em điên hả? Bà, mời vào. Mời bà chấm nước thủy. Nhất định phải chấm à? Không phải là như vậy. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Không là tự gây thì phức lâu thôi. Bác ơi, bác có sao hay không vậy bác?
Để tôi đi. Nếu như sư phụ tụi con biết tụi con đến đây, ổng sẽ đánh què rồi tụi con đó. Phải. Bà có sao không? Bà đi chồng nổi. Hãy đỡ bố anh kia đi. Bác nha. Nè đây nè. Nè. Cẩn thận nha. Xin lỗi bà nha. Em đi à, anh nghỉ em nha. Father, chúng ta bắt đầu nha. À. Thiền Chúa, suốt đời con ngưỡng mộ Thiền Chúa. Con nguyện theo lời chỉ dạy của Thiền Chúa, không để kẻ thù của con khoe khoang với con. Mong rằng những người theo Chúa không thất vọng. Nhân danh Cha và Con Thánh Thần. Amen. 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 Nguyện từ ái từ thánh của Thiền Chúa, ơn Thánh Thần tồn tại cùng với chúng ta. Dạ, chúng ta cùng với Thiền Chúa. Thiên Chúa toàn năng của con, chúng con là thánh tử của Chúa. Thưa Thiên Chúa hãy tha thứ cho. Thưa bà, xin mời bà hãy lên trên này. Hãy cầu nguyện với Chúa ban phước cho bà. Mở miệng ra. Amen. Nói mở miệng ra. Bà có cảm tưởng gì? Không cảm tưởng. Tôi muốn hỏi bà có cảm tưởng gì. Xin cho tôi ăn thêm miếng nữa đi. Hả? Được. Nguyện thần ban phước cho bà. Tôi đã có cảm tưởng rồi. Ông sao vậy? Đau quá. Ông cũng cảm thấy đau nữa à? Thiên Chúa tha cho bà được. Nhưng mà tôi không có tha cho bà đâu. Ông cũng tha cho tôi. Ê, ông này to gan, đã hỏi là nhà bà á. Tôi chưa nói đâu. Nè, đừng có giận, tôi lo cho. Đàn bà đừng có giận màu già lắm. Nè nè, bà già. Bà. Thằng khốn kiếp. Là sư phụ hả? Không được lên tiếng. Nếu không ta đánh con chết. Hả? Bây giờ làm sao đi? Đừng có chạy nha. Cậu này thật là xấu ghê. Dám về bà già á, tôi không có tha cho cậu đâu. Đừng có chạy nha. Sư phụ à, sao mạnh tay quá vậy? Về nhà rồi biết. Đi về.
đây cái gì vậy? Quên đi. Hả? Nhưng tôi sẽ tôi chết rồi. Hả? Như vậy hả? Đi đi. Qua bệnh coi đi. Đi đi. Đi coi đi đi. Ý, nè, ông chàng có chuyện hút quản không biết chàng nó có chuyện sao? Thì vừa có người chết đó. Nghe tao là chảy dơ. Đâu có. Tương lai rồi mà. Ta không có nói chuyện này. Có quỷ. Xin Chúa hãy nhân từ tha thứ cho người đời. Làm cho tụi con sinh trưởng thánh từ. Từ giả phục hoàng. Chúa nói. Người là của ta giao cho. Vì thế không được làm mất một hộp nào cả. Đồng thời ngày cuối cùng cũng phải cho mấy người sống trở lại. Những người của Chúa phù hộ, hãy lên đến đây. Nhân danh Cha và Con Thánh và Thần, Amen. Nhân danh Cha và Con Thánh và Thần, Amen. Xin hãy bớt đi sự đau khổ trong lòng của con. Xin hãy bớt đi sự đau khổ trong lòng của con. Xin hãy giúp cho con bớt sự phiền não. Xin giúp cho con bớt sự phiền não. Chúa hãy bảo vệ cho con. Xin Chúa hãy bảo vệ cho con. Đừng để con bị mang tiếng. Xin Chúa nắng. Bố bố má. Xin cứu linh hồn đuổi ma quỷ. 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 Sư phụ à, con quỷ gây gớm quá. Em đây. Xin cứu linh hồn đuổi ma quỷ. Xin cứu linh hồn đuổi đi ma quỷ. Xin cứu linh hồn đuổi đi ma quỷ. Xin cứu linh hồn đuổi đi ma quỷ. Không có khả năng đâu có làm sư phụ của con chứ. Ta đã tôi phụ được con quỷ rồi. Nhân danh Cha và Con Thánh và Thần, Amen. Chúng ta tao quá tàn giống thiệt. Nhưng sao sư phụ giả trang gì? Điền cấp tác chết. Làm gì vậy? Đi đi.
địa từ bi. Muốn đốt nhà thờ sao? Vậy làm sao? Thương nó đi. Muốn đốt nhà thờ sao? Tên người cầm tay chúng tôi đốt xác chết à? Cha, muốn đốt nhà hả? Mấy người muốn làm gì đây? Đừng có cản tôi nha, đừng có cản tôi. Nhân dân gia nhập con thánh gia thần. Amen. Sư phụ. Thứ hai, sanh nhân hồi tỷ. Sư phụ ăn mì nè. Ừ, cha, xin lỗi nha. Nếu mà tôi đoán không sai thì nước tiểu của sư phụ cậu cho tôi biết là sư phụ cậu đang bị cảm mạo có đúng không? À, mời vào, mời vào. Vào đi. Dạ. Nè nè nè, ê, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. À, nhà của tôi, nhà của ông đây, giống nhà thôi. Đưa đây, mở lên. Làm gì? Tôi coi bệnh cho. Coi bệnh? Tôi là người có bệnh sao? Ừ. Ê, tục ngữ có câu là khi gặp bệnh thì phải chữa ngay. Vì cảm mạo là bệnh nhỏ thôi, nhưng mà nếu bị cảm nặng rồi thì sinh phổi đó ha. Nếu mà bị cảm nặng hơn thì có thể là nghiêm trọng, phải chết đó. À, ông muốn tôi chết cái gì? Ừ, không có. Sư phụ à, ông cha đến giúp sư phụ đó. Biết cái gì? Sư phụ à, hãy để cho ông chữa bệnh thử một lần đi. Con chưa thấy ai chữa đi. Muốn dùng sư phụ để thử sao? Nè, ông già có biết chữa hay không đó? Ê, trước tiên tôi chích thuốc cho ông, rồi sau đó cho ông uống thuốc, xong rồi ngủ, vậy là hết thôi. À, tụi bay nghe chưa? Ông dùng cây kim để chích ta, lại cho tao uống một viên thuốc bắc linh. Đến thăm bệnh thì tôi cảm ơn. Chữa bệnh á thì không cần. Tôi bị bệnh á tôi biết chữa mà. Đừng cứng đầu như vậy, tin tưởng tôi. Tin ông? Tin ông để chết sớm hả? Lấy đồng nè. Go, go. Go. He's crazy. He's crazy. Sư phụ à, lời hai thiệt. Anh nước đến đi. Thưa cha, lần này nếu như kế hoạch thuận lợi, chúng ta sẽ phát tài đó cha.
Tại vì mở nhà thờ xong thì là dù không có đuổi chú cậu đi nhưng mà ông cũng không còn uy tín, bắt buộc phải đi thôi. Từ nay về sau ông nói bất cứ cái gì cũng không còn ai tin tưởng ông nữa. Không ngờ lần này giải quyết dễ dàng quá. Thiên tướng à, cái hàng cho tôi đã. Nó lạ vậy. Tôi là con trai của ông. Như vậy là người trong nhà rồi đó mà. Thiên tướng à, khi xưa tôi năn nỉ ông thì ông lại từ chối. Tại sao ông lại đồng ý với tôi lần này vậy? Tại vì ý này là ý của tôi. Còn mục đích con tới đây là lấy tiền thôi mà. Cha, hãy cho ông biết chúng ta muốn gì đi. Như vậy ý con thì sao hả? Ý của tôi là tôi đã giao hàng đến nơi, ông hãy mau đưa tiền tôi đi. Ây da, tôi đã cho ông về để ông hãy tính rẻ tôi một chút đi chứ. Mất 20% được không hả? Được không? Được không hả? Được hay không hả? Ây, miệng hàng chạy hồi quá. Đêm nay tôi rất hân hạnh được mời cô đến đây để ăn cơm tối với tôi. Từ khi được gặp cô ở nhà hàng rồi thì hình bóng của cô cứ ở trong đầu của tôi. Emmy à, I like you, I love you, I miss you. Nè, ăn cơm. Mở cửa nữa là gì chứ? Rồi à, tới rồi. Hả? Cứu rồi. Là nạn. À, Annie, không biết chó nào thổi cô đến đây vậy hả? Kiếm tôi à? Hả? Đứng trước cửa đến nói chuyện với anh đi sao? À được được được, mời mời bên này. À không phải, bên này bên này bên này, xin mời. Đi, ngồi đi, ngồi. Tiểu Mũi à, rớt ra, rớt ra. Ngồi đi. Sư phụ của anh đi vắng rồi hả? À, sư phụ của tôi. À, sư phụ của tôi đi ăn thiệt. Có gì nói với tôi đi. Là như vậy, tôi có chuyện tới đây muốn nhờ chú cậu. Được, cứ nói đi. Tôi cảm thấy đuổi sát chết tới đây không được bình thường. Hả? Chỉ đạo nào vậy? Cô mới là người đáng nghi. Cô đến đây làm gì? À, cô em này đến kiếm sư phụ đó. Những chuyện sư phụ của tôi biết, tôi không biết. À, no, no, no. Những chuyện của sư phụ tôi biết hết. Cô gặp khó khăn gì, cô nói đi. Cái gì nói, vậy là ok. Xác chết của con người còn có nhân tính không? À. Xác chết là thể xác của con người chết rồi. Không có nhân tính, không linh tính, cái gì hết. Tôi nghi ngờ có bí mật gì đó. Vậy được, tôi đi coi với cô. Được. À, con người quá thiệt là mau quên. Nè, cô đừng có nghe những gì anh nói nha. Khi anh có gặp xác chết Cường thì tự ảnh lo cho anh cũng không có phòng đâu. Đến khi đó theo tôi nghĩ. Được, vì sự an toàn của cô dì trước đi. À nè, em đi với anh nha. Bọn cô nói là đi chung với em hả? Được rồi, như vậy thì tôi đi về nhà nha. Anh nhớ hãy cẩn thận. Được, được, cảm ơn, tôi biết. Chú về đâu ngay? À. Bây giờ đó thì nhà thị trấn này thì dễ quá. À, đúng vậy. Tưởng tượng mở lại nhà thờ được thì chứng minh là ông đã giải quyết được chuyện mấy người dân không ạ? À, đúng vậy. Có người đó, có người đó. Có người đó nè, có người đó. Thank you.
đoán cái gì lạ? Đó là người giả mà. Vậy à? Thử thì biết ngay. Sư phụ có nói mỗi lần gặp ma quỷ thì làm sao đây? Nhớ không hả? Dạ nhớ. Sư phụ nói nếu như học bùa được thì có thể điều khiển mấy con quỷ này rồi. Được, để thử nha. Nhất tỉnh Hồng Dương Hoàng Gia. Vị tỉnh chưa luôn hướng đồng. Làm tỉnh rồi hẳn hẳn cấp cấp như lệnh. Cấp cấp như lệnh, ma quỷ nghe lệnh. Nhảy. Lắc đầu. Nằm xuống. Thiên địa vô định. Chàng cô phá pháp. Bọn nào kêu mấy người đến đây? Nếu còn quỷ tạo phản, mấy người có khả năng chống lại không? Ông đạo trưởng à, tôi nói là quỷ hả? Đối với chuyện ở đây, mấy người đừng nên lắm chuyện nha. Đi đi. Dạ. Đi đi. Nếu như tụi bay còn lộn xộn, thì đừng có trách bà không tha cho. Sư Quỳnh à, đi về nhà nói cho sư phụ nghe. Chuyện gì? Sao chết được sao nhà thần kia? Dạ. Tại sao ở đây? Làm ra vẻ bí mật. Có chuyện gì vậy? Hai đứa này là đệ tử của tôi. Đây là Đồ Long đạo trưởng. Đạo trưởng? Ừ, được. Ông thiệt là có phước đó. Hai người này là người khôn ngoan lắm, có phải không vậy? Không có chuyện. Thì phải nên ở nhà để tập võ con chứ. Đừng có lắm chuyện nha. Có biết hay không vậy hả? Nếu không thì dễ xen sự đó. Hai đứa đệ tử này không có ra gì cả. Sư phụ à, ông ấy là... Chúng ta là đồng môn, tôi biết tẩy của ông mà. Đừng có làm chuyện hai người hay ta. Ê, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Tôi mà muốn ông đuổi xác chết đi. Đừng có nên tạ thủ hoàng hồn. Sư phụ à, ông không phải là đuổi xác chết đâu mà là... Ông mượn xác chết để áp tiền đi. Đồ Long, ông lại làm những chuyện ác ông hả? Chẳng lẽ ngày xưa ông làm chuyện tốt sao? Sư phụ. Được. Hôm nay ông có nhiều người, có cơ hội tôi sẽ trở về mà. Sư phụ à, kia chưa ông? Thế nào? Hả? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
cứu cha chứ gì. Ma quỷ đó, ma quỷ đó. Đâu có đâu, con đâu có thấy đâu. Đừng có lo. Có ma quỷ rồi. Nó là hơi thở của ta đó. Phải đó. Nói sợ tương phật đó, đúng vậy đúng vậy. Đạo trưởng à, ông hãy giải quyết mấy con quỷ đi, tôi sẽ trả tiền cho ông mà. Ở đây là đạo quan, bọn ma quỷ không dám đến đâu. Đúng vậy, đúng như là nhà thờ của chúng tôi vậy, đâu có xảy ra chuyện gì đâu ha. Chú cậu à, lần trước ông đốt bùa đó mà, đốt bùa, có phải là để đuổi ma quỷ chữa bệnh không vậy hả? Điều này cũng như là theo đạo vậy, người nào tin tưởng á thì có thể chữa được. Không có chuyện gì, cứ nói đi. Không có gì, không có gì. Tôi đang nghĩ là nếu mà dán bùa ở trong nhà thờ thì thiệt là buồn cười quá. Không được đâu. Ông cậu à, cũng đã khuya rồi. Tôi về nhà nha. Go home, my son. Yes, father.
Father, nghĩ có được không vậy? Ta sợ là không có tự kiềm chế được. Mong là cái này hữu hiệu. Thiên Chúa có cho làm như vậy không? Thiên Chúa sẽ thông cảm. Là ông à, tới kiếm sư phụ tôi hả? Vô đi. Ông ra ngoài phố chút rồi, về ngay mà. Này, vô ngồi đi. Vâng. Nè, tới kiếm sư phụ tôi mà. Tới kiếm sư phụ đó, tiếp đại ông đi. Nè, chị là sư phụ tôi về, tôi nói cho ông nghe nha. Nè, ông làm cái gì vậy? Thôi giờ đừng làm bộ nữa, ai cũng biết ông là người giả quỷ mà. Thì quỷ nè, nó là quỷ thiệt đó. Cái gì thiệt? Sao biết được quỷ như nhà chứ? Nhà có chuyện lớn rồi. Có bao nhiêu xác chết ở đây vậy? Tổng cộng là 8-9 xác chết gì đó. Nhưng bây giờ biến thành ma quỷ hết rồi sư phụ. Như vậy thì thiệt lắm. Bây giờ sao đây? Ta phải đi kiếm đầu trọc mới được. Kiếm làm cái gì? Ông cha đó. Father, con à, ta chịu không nổi nữa. Giải quyết ta đi. No, Melody. No, đàm ông con giải quyết cho ta. Con à, con. No, ta xin con, đừng có đi. Ông cậu. Father, ông. Chú cậu à, mà cứu tôi đi. Chú cậu à, cảm ơn người. Bây giờ làm phải giải quyết như vậy, tội ác còn biết gì nữa. Yeah!
quỷ. Lại lưới ra. Dạ. Còn giúp đi. Thank you.
nắm lấy. Thiên Chúa giáng mà.